Đây cả nhà, thằng ca đây, chiêu cài không lù. Ngon chưa? Các bạn thấy phía chưa? Đây cá nuôi các bạn nha. Cá đây là một ký là 120 các bạn. Thèm ăn quá mọi người ơi. Mọi người có thèm ăn không? Tay ra rồi. Đây là ý nhân dạy nứt đến tại lòng bè. Mình tao muốn nhảy ăn bún bè thôi các bạn ạ. Tao là giết bún bè mà. Mà nói tao giết tao mất. Không có làm mà đòi quan ăn cứt. Thằng này không có làm mà đòi quan ăn cứt bố mày á. Mình nhìn nhầm mày xạ được gì. Mày không có làm mà đòi quan ăn cứt bố thôi. Ăn con què bố mày. Đây, cả nhà ơi. Nhà thấy phê chưa? Ăn cái bông nó này ăn. Bông là siêu cay không lô. Kì lục. Này này, crop crop luôn á. Crop crop. Được, đây là choe đối siêu nha. Anh đối siêu là không có ở nhà đâu, mười ơi. Chắc là bữa nay nó có việc á, đi làm video quay phim nhưng mà chưa đăng lên nha cả nhà nha. Mày không có làm mà đợi có ăn nè, ăn cất thôi, ăn cất bố. Thằng này này các bạn nhìn chưa, nó không có làm mà đợi có ăn, ăn cất thôi, ăn đồ bôi, ăn cất bố. Này mới đưa nhọn đây mà. Không có làm mà đòi ăn ăn cất bố à? Tùm tin á, mừng lê, mừng lê của đây kẹt. Bố tao này. Chết nữa nha, mọi người nha. Vị này. Vị này. Chết rồi, Ian sẽ quay cho các bạn nha. Nhít nát. Nhít nát. Đây là luông nó nha các bạn, luông gà. Cất nó hả? Cái đít nó rồi. Đúng, cái đít nó. Mấy đứa nhỏ này đi cốp nhằm người ta. Này, tao nói mà nè. Mày nghe thầy Huân dạy không? Không có làm mà đời có ăn, ăn cất thôi. Chỉ ăn cất thôi. Có làm mày có ăn á. Có loạn mày có ăn nó dưới. Đây cả nhà. Nó nhiều quá nên nó chạ rồi. Nó chạ rồi hả? Bật đi. Thì là anh em mình nương lại. Mua lại một con nữa. Thì mà anh đùi siêu không ăn được rồi.